Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Và ngày hôm qua thì quý vị đã nghe tập 1 của bộ truyện Sắc Ba Đào của tác giả Nguyễn Giang Kiềm. Và bộ truyện này thuộc dòng văn học xưa trên kênh của Trinh. Tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng quay lại với bộ truyện này qua tập 2 cũng là tập cuối quý vị nhé. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe truyện Sắc Ba Đào tập 2. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Ngọc Yến tuy an lòng, song nàng tự nghĩ rằng nếu nó muốn giữ điều nguyệt nọ qua kia Rồi bước hứng đem bức thơ ấy ra Thì mình biết phải làm sao ngăn cản Chi bằng cũng nên từ giả trước Lùi chân trở lại Đợi dài ngày coi nó tính làm sao Chừng ấy tưởng cũng không muộn Bèn đứng dậy Tự tả ra về Ngọc Yến vừa đi vừa nghĩ thầm Xưa trong Tam Quốc Anh hùng như Lữ Phụng Tiên Rủi gặp điêu thuyền cũng còn lụy Còn như ta ngày nay Thấy việc người điên đảo nằm lo bảy liệu không xong vậy cũng nên bắt chước gương kia quả may nên diệt nhưng người có thấu thì khen ta là gái biết ơn bằng không rõ chê ta đê tiện cũng bằng lòng nếu này ta sợ tiếng khen chê thì làm sao cho tiện còn đang suy nghĩ thấy nhà đã hầu gần chừng tới nơi rồi nàng lại phòng giết giết một phong thơ gửi cho vĩnh lạc phân trần từ chân tơ kẻ tóc nàng giết rồi lật qua lật lại đọc ba bốn lần đoạn niêm phong kỹ lưỡng đi tuốt lại nhà thơ bỏ vô thùng rồi trở về an giấc từ ngày sanh biến thì cả nhà ông kim sang đã bấn loạn còn vĩnh lạc thấy ngọc yến trở về nhà mà sao cứ bật tin nhàn cá nên lấy làm ái trước không cùng mỗi bữa thường để mắt trong chừng song càng ngày càng biệt cậu than rằng đừng nói chi ta dẫu trai thiết thạch tâm trường tưởng cũng chẳng dễ mà khỏa lắp. À, mà phải rồi. Còn chi trong thấy mặt. Nàng đã biết lỗi, nên thừa dịp thoát thân, thì còn mong chi trở lại. Chắc từ rầy, kẻ chân trời, người góc biển, khó mong hiệp nổi. Nếu mà ta không được gần nàng, thì nguyện đến thác ôm tình chờ đợi. Cậu nói tới đây, lửa phiền khó dập. Chắc sao hy vọng mình cũng theo mây bay gió cuốn, chứ chẳng không còn bà Sang may mạng còn dài, thêm Vĩnh Lạc ngày đêm cần mẫn, nên bệnh cũng giảm thuyên. Ngày kia chàng Vĩnh Lạc đang ngồi đọc báo, bỗng thấy anh Phát Tơ bước vào trong một bức thơ. Chàng tiếp lấy dội vàng, đoạn xé ra xem thì thấy. Sài Gòn, ngày 13 tháng 6, năm 1925. Ân nhân ôi, em gượng làm khoay, tỏ đôi lời cho anh rõ. Dạ em rất xốn sang đau đớn Mỗi câu em viết Là mỗi hàng lụy tuôn rơi Mà chẳng biết ân nhân có thấu Ân nhân ơi Từ ngày em bước chân vô nhà anh đến nay Tuy không chân hớn chân hài Mà em vẫn vui hoài không đổi sắc Dầu cực nhọc máy Hãy thấy anh thì hóa khỏe liền Bởi cớ nào vậy Là bởi sự tư tưởng mà ra Anh nghĩ lại coi Nếu em đã tính vậy mà còn làm việc như vậy Thì thà đừng mơ ước còn hơn Việc này, ngày đêm, em hằng thổn thức, quyết tận tâm tìm kiếm cho ra. Trước rửa nhục cho gia đình anh, sau em trả chúc ơn cố cập. Co cầu, nhất gia hữu sự, bá gia ưu, dù thế nào em cũng vui lòng, thệ không hờn dỗi. Ngày mà anh thấy em đứng sợ sợ trước tủ, chắc sau cũng bắt nghi ngờ. Mà thật vậy, ấy là một chuyện ly kỳ, sau này sẽ rõ. Cho em quyết tỏ cùng anh rằng, lòng em ngay thiên địa chấn tri và dạ em quấy búa rìu sửa phạt vậy anh ráng giữ an quý thể không bao lâu đây em sẽ về giếng anh cho phỉ lòng hoài vọng cùng thăm hai bác an khương em biết anh là người đúng đắn nên mới dám cởi gan tràn mong rằng anh chẳng phụ phàng thật rất may lắm đó tiện nữ ngọc yến vĩnh lạc đọc suốt bức thơ càng thêm chua xót tự nghĩ rằng bấy lâu ta có lòng ái trút nàng mà chưa dám hở môi vì ta sợ nàng chê ta háo sắc lại nữa ta là người ân lẽ nào làm như vậy chẳng ngờ đôi bên đồng ý một khối tình chung thì có gì toại chí bằng song chẳng biết tại sao sanh chuyện bất bình như thế làm cho ta nửa tin rằng thật nửa ngờ rằng gian hay là nàng tự biết lỗi rồi dụng điều xảo ngữ dụ dỗ ta chăng Ôi thật là hay lẽ khó phân Cho ta cũng chán biết câu Sắc bất ba đào Dị nịch nhân Nhưng mà còn châm chế cho nàng chút ít Vì bấy lâu ta để ý Thấy nàng cử chỉ dạng toàn Đáng cho ta thuận tùng như nguyện Đường cơn dội dập Như nước lỡ khôn ngăn Rồi tai biến xảy ra Làm cho ta thổn thức Thôi thôi còn non nước Ta phú cho non nước Chữ hiệp tan tan hiệp lẽ thường có mấy ai lấy thúng ấp voi mình chẳng nên dội nghi ngờ mà sao rồi cũng rõ nói tới đây gương mặt rầu rầu chàng định vô sửa soạn sim y ra sài gòn chơi cho tiêu khiển lúc này ánh vàng đã khuất bóng đèn điện cháy sáng trưng ước lối 6 giờ thì phải chàng đi lơ thơ suy nghĩ chừng đến nơi nhà hàng tb thình lình thấy ngọc yến với một chàng mặt mày dữ tợn tướng mạo dặm dở trong nhà hàng đi ra Kề nhau coi như một cặp uyên ương khắng khích Chàng thấy vậy thì quyết là nàng đã trao thân cho người ấy Nên căm giận vô cùng Nhưng mà sợ quân ác tâm Nó dị sắc mà sanh lòng tật đố Nên chàng phải làm ngơ đi tránh Chàng mắng thầm rằng Phải ta không toan tính á Thì đã làm mi là kẻ lăng loạn rồi Sao chẳng biết hổ với lương tâm Nếu lòng vậy á Thì đừng viết thơ nói điều nhơ ngãi Nghĩ tới đây, chàng đổi lôi đình, móc bức thơ xé nát. Hai người đi trước đàm đạo cùng nhau, dính lạc mới non theo, trộm nghe câu chuyện. Nhắc lại tô Ngọc Yến, muôn dụng ba tấc lưỡi, đưa tình cho siêu lòng thành dạng, là quyết lấy cho được bức thơ lại mới nghe. Buổi nọ, mã thành dạng thừa cảnh chiều mát mẻ, mới men lại dàn Ngọc Yến, rủ nàng dạo cảnh phiền ba, rồi chàng sẽ tỏ điều bí mật. Ngọc Yến Hổ thẹn muốn chối từ Ngạc nổi bức thơ chưa lấy Nên phải ép lòng Làm mặt dạng dày Cho khỏi điều nghi ngại Chừng đến nhà hàng TB Ăn uống no say Trong cơn chén tạc chén thù Rượu soàn soàn Thần men suối dục Chàng lộ sắc Nàng lẽ mắt đứng dậy Kiếm chuyện khuyên rằng Anh nghĩ coi Hàm huyết phúng nhân Tiên ô tự khẩu anh muốn chát thảm đeo hờn làm chi cho nhọc Dưới như anh quyết lấy cái thờ ấy Để báo cụ riêng Thì có ích chi Rốt lại cũng chẳng ai khen Anh nghĩ coi Mấy lời em nói hôm bữa Suy ra phải biết chừng nào Anh lại không nghe Để cứ làm điều phi lý Em nói thiệt Sự ấy giống chẳng can phạm gì đến em Mà phải nhọc lòng theo cật chấn chi Xong bởi lòng Quý cùng nhau kiếm thế sanh nhai nếu gặp dịp may mà bỏ qua Rất là uổng Còn như anh á, Cứ lần lửa nay mai hoài Như vậy á, thì thật em khó ở đây mà đợi Là vì trước kia Em đã nguyện làm thân khuyển mã Đảm bạc xứ người Chừng nào gặp giận mới trở về quê Nên trời cũng khiến cho ngộ biến Xui cho em gặp dịp này Như anh có tình thật đói thương á Khá đói ra cho sớm Kẻo tội nghiệp em đợi trong Bằng không có thì em phải tách rời xứ khác có yêu nhau Xin chờ xuống Quỳnh Tuyền Ngọc Yên nói rồi Tỏ sắc chẳng vui Mặt mà ủ mày châu như cây khô gặp nạn Mã thành dạng thấy nàng ngăn cản Chẳng biết tính sao Đứng dậy trả tiền Rồi cùng nhau dắt thẳng ra cầu thủ ngữ Ngọc Yến cũng đánh liền Nhắm mắt đưa chân Mà lòng dường như dao cắt Thành dạng lấy làm toại chí Nhìn trời nước một màu ngọn gió thổi hát hiu, tàu thuyền qua lại. Thiệt là cảnh tình rất hạp giới lòng, trên trời trăng tỏ, dưới dòng sóng sao. Đêm nay là đêm nguyện cùng em kết tóc, ước làm sao ngư thủy nhất tràng. chưa bấy lâu lòng luôn ao ước. Xin em chớ phụ. Thành dạng lần xích lại gần. Toàn, gộc Yến liền kiếm lời tráo trở rằng, Anh ơi, một lời hứa cũng là tri kỷ, nào phải điều trăng gió qua đàn đã rằng một tiếng vợ chồng thì có thiếu chi ngày mà phải dỗi kia như thôi oanh oanh cùng với trương quân thoại trai tài gái sắc giường nào bởi dội cuộc trăng qua mà sao phải quá ra dở lỡ a một lời đã hứa ngàn thuở không quên thân này còn á lời hứa ấy cũng còn xin anh cản xét mã thành dạng nghe thấy mấy lời đó cứ đứng làm thinh ngẫm nghĩ gật đầu ngụ ý thành dạng muốn trao bức thơ ra. Ngặt gì thù xưa chưa trả. Nếu lúc này không rửa hận thì còn đợi lúc nào? Khó, cha chả là khó. Bạn cứ kính nhẹm hoài, ắt khó dày can lệ. Mã thành dạng còn ngơ ngẩn, chưa biết tính sao. Ngọc Yên tiếp rằng, ở đây dáng vẻ chỉ còn trời nước đó thôi. Em nói thiệt, nếu em trao thân gửi phận cho anh á, thì tất phải đồng ưu cộng lạc. Rủi như gia đạo khiếm khuyết, muốn đáp đổi tháng ngày á, thì phải làm sao? Tất nhiên, anh phải sanh tâm làm giữ, trộm cướp của người. Êm á, thì cùng nhau chung hưởng, chẳng nói chi. Dí bằng có bề nào, ác phải hại thân anh. Chừng ấy em há nở lấy mắt nhìn mà không đau xót. Bởi vậy á, em tính nát ruột, muốn được lưỡng toàn vô hại á, thì Âu á, là anh hãy dẹp vứt mối thù, cho người chuột lại đáy tiền, tách trời xứ khác. Mã thành dạng nghe nàng phân tất tình, thì thù buổi trước đã tan Như mây gặp gió Thành dạng thấy trời đã khuya Mới nói với Ngọc Yến rằng Thôi, em hãy về an nghỉ Mai lối 5 giờ chiều Sẽ lại tại Ba Hình Trong giường Bồ Rô Thì có tôi tại đó Chừng ấy tôi sẽ trả lời cho Ngọc Yến không biết liệu sao Nên phải chờ xuôi mát mái Đoạn cùng nhau đứng dậy phân tay Nhắc lại Lúc dính lạc nằm giấu theo hai người. Đến tại cầu thủ ngữ, Xong chẳng dám lại gần, bèn dừng chân cách xa chừng mười thước. Giờ đêm thanh lặng lẽ, thêm ngọn gió thổi xuôi, nên chàng mới nghe hết đầu đuôi câu chuyện, thì ruột can, giường ai cắt. Chàng hết trách quá công cây nghiệt, đến phiền quyệt lão trớ trêu. Bấy lâu, tự cùng nhau ý hiệp tâm đầu, hay đầu ra cớ đổi. Thiệt mà phải, lòng người sâu hơn biển, tình thế bạc như dôi. Ai ôi, chớ tưởng ta đắm sắc say hoa mà toan gạt cảm ta như thế. Đêm này ta thấy rõ, chứ dí bằng không gặp á, thì chắc phải làm rồi. Thôi thôi, từ đây hy vọng ta như mây bay, như gió cuốn, còn chi trong cầm sắt bén dây. Vĩnh là thang tới đây, rồi lại lóng tai nghe, thì biết quả đứa hung bạo này là kẻ đã lén vào nhà, đâm mẹ mình hôm nọ. Chàng nghĩ đến càng thêm tức giận muốn kêu lính nã tróc cho rồi. Xong đến chừng, sực nhớ lại Ngọc Yến trước mắt kia, thì sợ nàng cười mình, vì sắc thù dơ, chẳng là hủ lắm. Nghĩ vậy nên chàng cố dằn lòng, lóng nghe cho cạn. Thằng hung bạo ấy lại hứa mai lối năm giờ chiều, phải lại tại giường bồ rô cho nó dạy chuyện, nên dĩnh lạc chiếp để lòng. Thử coi cặp này nó làm gì cho biết chàng trở về nhà, cứ nằm thao thức, lăn qua rồi lộn lại ngẩn ngơ. Tâm sự này biết tỏ cùng ai, mà để dậy e tầm đứt ruột. Nỗi buồn chưa dứt, tiếng gà đã trỗi dậy gian rân, nhìn trời quê lặng lẽ như ai đốt ruột thiêu gan. Dĩnh lạc bèn tắt đèn đi nghỉ. Đây, nhắc lại, khi Ngọc Yến về đến nhà, cũng không yên được, là còn lo một nỗi, chẳng biết kế chi gạt thành dạng cho tiện. Nếu buộc chàng vào lưới sắt, thì e lần lửa lâu ngày mà một nỗi tiếc trinh phải mất. Tiếc trinh mất rồi, danh giá còn chi. Chừng ấy, mặt mũi nào trông thấy người yêu? Người yêu ta là chàng dĩnh nạc. À, như vậy mới tiện cho. Cứ theo sở thích của anh ta, thì tưởng chẳng có chi hơn rượu nữa. Nói tới đây, nàng nhớ lại thổ xưa, hàng tốt mai phục rượu triệu diệt dương, rồi ra lệnh sát giữ nam dương trịnh ân dông mạng lấy đó mà suy ra hễ ai dương lấy bệnh rượu rồi á thì như kẻ có xác không hồn mặc tình muốn khiến sao hay vậy nàng nghĩ tới đây bụng mừng thầm bèn tính đi nghỉ hầu để dẹp chuyện ấy lại tối mai mã thành dạng đêm ấy cũng ra vào thốn thức nhớ mấy phen gần gũi với nàng bèn than rằng lòng ta rối như tơ giò quyết với ai hội hiệp một nhà nhưng chẳng rõ trời kia có chịu người hay là còn ganh ghét đem lòng khuấy khỏa. Chàng nhớ đến hình dạng của Ngọc Yến cùng mấy lời họ hẹn đinh ninh thì thù kia chẳng muốn dứt cho rồi đặng cùng với người yêu xâm hiệp. Chàng nhất định đem bức thơ ấy đưa phước cho nàng hầu nàng muốn làm chi tự ý. Hôm sau đúng 6 giờ chàng đến nơi kỳ hẹn thì đã có Ngọc Yến đứng đợi ở đó rồi. Nàng tiếp chào chàng mà miệng cười như huê nở. Chẳng hoang tâm bất tận rằng Em ơi, ở chỗ này chẳng tốt. Âu là hai ta lại nhà hàng TB trước dùng rượu giải lao. Sao dễ bề chuyện giảng? Ngọc Yên thuận tình dời gót, Dính Lạc non theo đến nơi. Đôi đàn lựa chỗ ngồi thì dính Lạc bước vô, cũng ngồi gần đó, bởi cách nhau ba cái bàn, phần đông người nên Mã Thành dặn không để ý. Ngọc Yến tuy là ngồi đó mà lòng vẫn đắng cay, nhưng muốn đặng việc kia nên phải ép lòng cho qua buổi. Đến chừng có ngoáy lại, thấy dĩnh lạc, ôi thôi, tâm thần bấn loạn, tấn thối lưỡng nan, gương mặt đang tươi cười, bỗng nhiên biến sắc. Nàng dây lại, tự nghĩ thầm rằng ta lấy sự thẹn này mà đền bồi nghĩa nọ, nhắm cũng không hại chi đó. Như buổi trước, Kiều nương bán mình chuột cha 15 năm bao nhiêu cảnh đoạn tràn mà nàng còn chịu đặng thay huống chi ta ngày nay vì ơn nặng phải lo báo đáp thì há chi tiết chút phận hèn mà nở để cho người sầu thảm hay sao dầu ai có thấu cùng chăng cũng nguyện phú cho thiên địa nàng tính dậy nên buồn không mấy lát lại quá ra vui Dường ấy dầu thành dạng tài trí bực nào cũng không rõ thấu khi Ngọc Yến mới thấy mặt dĩnh lạc Thì biết sao chàng cũng hờn mình Nhưng mà khó tỏ dấu cùng chàng Nên túng phải làm thinh mà chịu Bèn than thầm rằng Để bụng chỉnh e tầm trước ruột Hở môi còn sợ phách nghiêng tai Hai đàn tỏ tình quyến luyến Thành dạng bị nàng ép uống quýt kia quá độ Đặng để về phòng Là sợ e sanh bụng quấy ấy vậy mà Hắn còn nói nhiều tiếng cực kỳ thô lỗ khiến cho dĩnh lạc khó làm khuây lửa giận tràn hông dãy lại bóp cổ thành dạng giật xuống thành dạng không tưởng mình lực bất vượt kê làm sao mà chống lại giết người nên chi thành dạng thình lình bị bóp cổ thì biết có sự chẳng lành bèn ráng hết sức bình sanh thôi trái lại sau một thôi rất mạnh trốn nhằm mặt dĩnh lạc té nhào ngọc yến thấy vậy muốn liều mình được cứu người yêu ngặt giữa đám đông người e chúng dòm vào dị nghị. Lại nữa, sợ thành dạng biết kế mình chăng, nên chi Ngọc Yến cứ ngó vĩnh lạc sửng sốt, mà ruột rối tựa tơ giò. Trong cơn ẩu đã, thiên hạ điều tụ đến xem. Ngọc Yến liền nói với thành dạng rằng, nước đã đến trôn, sao còn đứng đó? Thành dạng giật mình, cùng Ngọc Yến, đồng kêu xe dông mất. Còn dĩnh lạc, nhờ có mấy thầy thức tỉnh, nên lần lần dĩnh ghế đứng dậy, kêu xe về, lòng còn tức giận, bèn nói thầm rằng tại ta yếu trí khó dằn nên bị lửa tình lừng lẫy mà đến phải mang nhơ. Còn đang than thở thì Sa Phu chạy ra tới nhà, chàng giấu mẹ cha không cho ai hay biết. Một buổi nhằm ngày Chủ nhật, chàng rảo bước ra đường đèn năm ngọn. Chợ lớn, đặng dạo cảnh giải khuây. Vào khoảng 6 giờ, đèn đường vừa chớp sáng trưng dập dìu tài tử gia nhân rộng rực xe cao ngựa béo dĩnh lạc mê mẩn chẳng muốn về cứ lên xuống nơi con đường đó đàn lờ thờ lối rạp hát quảng trồng bỗng thấy một nàng đàn xa đi tới hình dung giống in như tô ngọc yến tô ngọc yến liếc mắt xem thì quả là dĩnh lạc lòng nửa mừng nửa sợ mừng là thấy mặt người yêu dấu thỏa tình mơ ước bấy lâu sợ là vĩnh lạc nhớ cái cù kia mà đem lòng sao lãng nên chi đôi đàn nhìn nhau không nháy mắt chừng sáp mặt dĩnh lạc bèn làm tỉnh nói rằng xin lỗi cô cho phụ lòng tôi có một việc muốn tỏ cùng cô song ở đây kẻ quan người lại khó lòng vậy xin mời cô dời gót đến tiệm đức hương rồi tôi sẽ tố trận mọi nỗi ngọc yến sẵn lòng mơ tưởng nghe theo lời đi thẳng một bề, đến nơi Vĩnh Lạc mới tỏ rằng Tôi có tiếp được bức thơ của cô, cô phân dạy vậy dạy, vậy tôi tưởng thiệt tin lòng. Nào về đâu, cô chẳng nghĩ đến ơn xưa, lại toàn mua với kẻ hung đồ mà sát hại mẫu thân tôi. Rồi còn triêu ghẹo cho tôi gây mắt, làm cho tôi thiếu chút nữa phải nguy. Thôi, cô chớ khá trách tôi bạc ác, còn ơn ngãi gì đâu, hãy theo tôi lại bót thì em. Bằng từ chối, ác là sanh rắc rối. Ngọc Yến nghe nói dứt lời. Dường như xét đánh ngang tay. Châu rơi lã chả. Ngọc Yến nói. Anh ơi, oan ức này á chỉ có trời soi thấu cho lòng em. Dễ nào em chẳng biết phận gái phải dình lòng cho trong sạch. Có đâu lại đem thân chôn xuống đất bụng. Còn sanh sự bất bình đây, em cũng rõ, vì anh thương em, tiếc dùm cho chút thân hèn mà phải chịu dục nhã giữa chốn đông người đó. Lúc bấy giờ, ruột em đau từng đoạn, ngặt có chuyện phải theo lời bác sở cậy, Nên tráng dặn lòng cho khỏi điều cản trở. "Xin anh suy xét lại cho em, thiệt, nỗi khổ tâm này nó làm cho em ngày đêm không nhắm mắt. Một á là ơn nặng nghĩa dày, hai á là lòng thương quá đổi." Dĩnh Lạc đang cơn giận dữ như lửa đốt gan, nghe mấy lời nạn cặn kẽ, vần bua, lần lần đổi giận làm vui muốn lấy hết tâm sự mình, hầu ướm thử đá vàng mà lòng còn e ngại. Đường cần hội ngộ, chưa đặng thỏa tình. Phút đau dĩnh lạc, bị báo xăm, ngã xỉu vô bàn bất tỉnh. Gọc Yến lật đật kêu xe hơi, căng dặn sót chở chàng trở lại nhà. Còn nàng thì đi lo cho tròn phận sự. Đây nhắc lại mã thành dạng, khi thoát khỏi nhà hàng DB, về đến nhà mà nơi giận chưa nguôi. Còn Ngọc Yến thì từ giả ra về Hứa với hắn Đúng 10 giờ tối mai Ra tại đèn năm ngọn Thì có nàng Nàng về nhà thấy cha còn thức Liền nói rằng Này cha Mai này con sẽ thi hành kế nhiệm của con Hậu lấy bức thơ ấy lại Được trả trong kim sang Để đền ơn đoạn dưỡng Ngày mai nàng nhớ lời Đến nơi kỳ hẹn Bởi vậy mới gặp Dĩnh Lạc Trước rập hát Quảng Đông đó Nàng biểu xe hơi đem Vĩnh Lạc về nhà rồi liền trở lại thì thấy Mã Thành Dạng đang ngó mong trong đợi, đứng tại tiệm hớt tóc chỗ ngã tư. Nàng mới kêu Thành Dạng lại tiệm Đức Hương, mở phòng riêng ăn uống. Đoạn nàng mở lời rằng Này anh, tôi trong đợi đã mỏi mòn, sao anh cứ lần lừa hoài vậy? Thả là đi xứ khác, cho khỏi con mắt thiên hạ dòm hành, chứ cứ để vậy hoài á, em rất là ngậm ngùi đau đớn. Cuộc ái ân không phỉ nguyện, thì chắc sau nhân ngãi cũng lợt vai chừng ấy dầu anh có trách em bạc đen á thì cũng là quá muộn còn bức thơ ấy anh có cất kỹ chăng á em e anh để hẩn hờ rủi mất đi rồi á, thì thật uổng lắm đó thành dạng nghe nàng phân dứt ngồi ngơ ngẩn như say thầm nghĩ rằng mà phải lời ngọc yến phân hữu lý nếu mà thù kia trả được á thì tình nọ rã rời huống chi bấy lâu nay mà dắt lối quỷ đêm đàn. Giờ có người vạch nẻo sáng, nẻ đường ngay mà chẳng chịu nghe theo, thì ác có ngày thọ hại. Huống chi, dùng nhang nàng sắc sảo, dầu cỏ cây trong đến cũng động tình, mình cố lòng ao ước bấy lâu, này nở bỏ qua thật uổng. Thành dạng nghĩ dậy nên tỏ dấu hân hoàng rằng tôi bỏ trong dây nịch á, nịch cứng vào trong mình luôn, làm sao mà đến mất đi. Ngọc Yến lòng mừng khắp khởi, bèn tỏ dấu lã lời, bày tuồng âu yếm, ép mã thành dạng uống rượu như nước lã. Hết ly này thì ly khác liền theo. Thành dạng chỉ muốn vui lòng bạn, nên chẳng dám chối từ. Chừng quá chén say mềm mới nằm giữa ghế. Ngọc Yến đạt được sở nguyện, bèn thừa cơ hội, đần tay nhẹ nhẹ móc cái thơ ra, rủi thay, chưa kịp bỏ vào túi thì mã thành dạng đã có hơi tỉnh tỉnh, giật mình mở mắt thấy ngọc yến cầm bức thơ bắt sanh ghi biết mình làm kế con đờn bà tức giận vô cùng liền rút con dao mà hắn đã mang theo quyết tận sát ngọc yến cho đã giận thành dạng vừa đâm xuống nàng đã ngã ra con dao văng ra một cái rất xa còn ngọc yến thì điếng hồn bất tỉnh nguyên khi thành dạng vừa đâm ngọc yến thì bỗng nhiên có một người nhảy đến đá cánh tay thành dạng một cái rất mạnh làm cho con dao phải văng ra Thành dạng thấy người đá mình còn đứng đó Thì lửa hận phừng phừng Nên quyết cùng người một còn một mất Người ấy là ai Đây nói về ông Tô Kiết Thanh Nghe con mình hứa mai sẽ thi hành mưu kế Mà không biết nó liệu định thế nào nên để, để ý đi theo Được đề phòng khi hữu sự Ông biết rằng Thành dạng là một tay lợi hại có danh Chẳng khác nào thằng sủ Mới bị sự tử tại châu Đốc ngày 6 tháng 6 năm 1925 kia dạy Hãy ai nghịch ý á, thì nói chẳng dung Này còn mình đã nhất định trả ơn sâu Không quản chi còn mất Mình không hay không biết á, thì thôi Chứ việc này trước mặt đâu nỡ lấy mắt nhìn Bởi vậy khi Ngọc Yến ra khỏi nhà Ông liền ẩn núp theo sau Thấy hai người cùng nhau hội hiệp Dắt vào tìm ăn uống Ông cũng theo vào Ngồi phòng kế một bên Được trình xem tự sự nên gì khi thành dạng vừa rút con dao đâm Ngọc Yến thì ông đã bươn bả chạy vô, đá thành dạng mà cứu con ông đó. Nhắc khi hai người còn đang ẩu đả thì Ngọc Yến liền mở mắt thấy cha mình quyết tranh thắng phụ với thành dạng bèn ráng gượng đứng dậy thì cha nàng liền nói Con còn ở đây làm chi? Mau đêm bước thơ trả lại cho Nguyễn Kim Sang kéo người ta trông đợi. Ngọc Yến Nghe nhắc đến lật đật ngó xuống đất thì thấy cái thơ còn nằm tại đó liền lượm lên bỏ vào túi ngọc yến vừa toan chạy thoạt nhớ đến cha già nên không nở liền sanh ra một kế là chơi lói lên kêu người cầu cứu lên tuần thành không biết chuyện chi lật đật chạy lên còn dưới đất thiên hạ đứng xem dư kiến nàng thừa dịp ẩn mình trốn mất chừng về tới nhà ông kim sang nghe đồng hồ gõ 11 một giờ rưỡi nàng kêu cửa vô đưa thơ cho ông Lúc này Kim Sang hớn hở, rất cảm tạ ơn trọng của nàng và hỏi rằng Vậy, cháu làm sao mà lấy đẳng cái thơ này? Còn gian dân đó là ai? Cháu phân cho bác biết. Thưa bác, ấy là thằng Mã Thành Dạng, ăn cướp có danh tại Sài Gòn, chỗ xóm cháu hở. Ông vừa nghe đến tên Thành Dạng thì hạng xuất triêm thân rằng Cháu ơi, này bác mới biết, cháu tận tâm tận lực, lo tròn lời hứa cho nên bác mới đặng ngang. Nếu vậy, bấy lâu nay bác đã tưởng lầm, mà phụ phàn cháu, xin cho cảm phiền. Này mới biết, nước loạn rõ tôi trung, nhà nghèo tường con thảo. Từ đây, bác tính cho cháu như con ruột trong nhà, đừng ngại ngùng chi cả. Chớ nhắc đến tích xưa chuyện cũ, mà làm cho bác ngậm ngùi. Thưa bác, ấy là lễ thường, ăn cơm chúa phải hết lòng cùng chúa, còn thọ ơn người, phải biết đền ơn. Với dầu nát thịt tan xương á, cháu quyết thị không dời đổi. Cháu mà lấy đằng cái thơ này đây, là cũng nhờ mã thành dạng. Nó có tánh háo sắc, cháu dòm thấu, nên giả dạng thuận theo, rồi tùy cơ ứng biến. Nghĩ vậy, nên cháu chẳng kể chi tiếng người dị nghĩ. Lần cận bên hắn, hắn tưởng đâu là cháu hữu tình, nên đem lòng hoài giọng. Ngọc Yến đem hết chuyện, thuật lại trong kim sang ghe. Đây, nhắc lại dĩnh lạc. Khi xe gần tới nhà, thì chàng đã tỉnh lại. Bèn hỏi tên shopper, mới hay là Ngọc Yến biểu chở về nhà. Chàng đi vô, lần bước vào phòng an nghỉ, nhưng cứ lăn qua lộn lại, nằm ngủ chẳng yên. Bỗng ngay bên phòng ông Kim Sang có tiếng người nói chuyện. Chàng mới bước qua, Đến nơi thấy Ngọc Yến sao bây giờ đẹp đẽ hơn xưa, mà cha mình lại hết lòng tương trọng chàng lấy làm lạ Bèn thưa rằng Thưa cha Xin cha chớ tưởng điều chi nữa Ráng lo tịnh dưỡng tinh thần Chớ nên trò chuyện lúc canh khuya E khi sanh bệnh Còn Ngọc Yến có duyên cớ gì mà tới đây nữa Ngọc Yến nghe bên nhiêu lời Biết là chàng cố lòng xô đuổi Nên tuổi trọng hổ thầm liền đứng dậy tả từ lui gót Ông Kim Sang lật đật Nắm tay kéo lại và rằng Thế khi Cháu có điều chi phiền muộn chăng mà dội về sớm vậy? Hay là cháu nghe thằng Vĩnh Lạc nói mấy lời mà hờn đó? Thưa bác, cháu phận hèn hạ, đâu dám làm cho bác nhọc lòng, nên phải cứu về, cho anh hai vui dạ. Cháu lâu ngày xa cách, nay trở về đây, trước sau vẫn giữ một lòng, chẳng phải như những kẻ vô tâm kia mà không nhớ đến ơn cố cập. Cháu buồn, diễn hai chẳng tưởng, đi nở đuổi xua nếu cho muốn đặng lòng bác Thì cũng khó nổi lắm Xin bác cảm phiền Nguyễn Kim Sang Bèn kêu dính lạc mà rằng Con ơi Hôm nay á cha mới biết lòng Ngọc Yến Thật là chí tính đó con Nó đã liều mình Tận tâm giúp cha nên việc đó Con khá an lòng Đừng tưởng quấy Vì nó chịu hàm oan Này con Gia đình ta mà đặng an Là cũng nhờ nó Ơn ừ, ấy á Dây tại non biển Cha quyền khắc cốt minh tâm Còn khá nghe cha phân tỏ Thì mới biết bức thơ kia quan hệ Trước kia Quê quán ta Ở tại ba kè Vĩnh Long Nhà nghèo đến đổi Cơm tẻ ngày hai không đủ Túng thế Cha phải bỏ mẹ con ở lại một mình nuôi con Còn cha Thì tách rời đi xứ khác Kim kê xanh dài Khi ấy còn mới lên hai tuổi nào ngờ cây khô xuống nước cũng khô, vợ nghèo đi tới, xứ mô cũng nghèo. Khi cha đi đến rạch giá, ở tại đó trọn năm ngày mà không biết cùng ai xin tá túc, cứ đi lơ thờ theo mấy cái cầu tàu, coi khách trú có mướn gánh đồ gì á, thì cho lãnh gánh. Thờ ơ, lại gặp thằng má thành giảng, nó dùng lời ngon ngọt, cha làm tưởng nó là kẻ hiền lương, nên có dạ mừng, cha mới theo nó vô ngăn dừa đảm bạc. Nói cho phải, nó cũng trọng đãi cha vậy. Bữa nọ, nhân buồn, nó mới dẫn cha lại quán, dùng rượu chơi cho tiêu khiển. Ngờ đâu, một lát á, thì cha đã say mềm. Thêm chủ quan thấy vậy, mới cho phép cha nằm nơi gián. Đến chừng đúng ngọ, cha mới tỉnh lần. Cha ngồi dậy thì thấy trong quán vắng tanh, mã thành dạng đã đi đâu mất tiêu. Phần khác nước, cha mới lần lại lu Bỗng nhiên, thấy thêm chủ quán nằm sóng sượt trên một dũng máu đào. Cha điến hồn, xem kỹ lại thì con dao cha thường bỏ theo mình, còn găm với vết thương ấy. Cha chẳng biết lúc say có sanh tâm nằm quấy hay không, hay là con người muốn hại cha mà du phản đó. Ôi, đang cơn thảm não, lại gặp quả thịnh lình, cha nhắm thế không xong, nên phải kiếm đàn tẩu thoát. Cha xuống đường ngủ tại sóc trăng, May gặp được một ông cử phú, người đem về giao ruộng cho cha làm và báo bọc cho cha. Cuối mùa lúa trúng cũng dư đặng lôi vài trăm đồng, tết tiểu thành đại. Ăn cần ở kiệm, trọn mười năm thì vốn có lối bốn chục ngàn. Từ đây, cha vừa đặng an tâm thì lại nghe tin thằng má thành dạng bị lính bắt về vụ giết thêm chủ quán. Hỏi ra nó khai rằng, ai giết nó không biết dừng đó thấy vắng chủ nhà nó có tóm thâu tiền bạc còn hai bên lân cận thì đồng nói con dâu này quả quyết của cha chứng cứ rõ ràng có tờ cặp nã chạy khắp lục châu lúc bấy giờ tên cha là nguyễn hữu hạnh tinh bậy ở sóc trăng không tiện nên đành bỏ mối lợi đánh liều đổi tên nguyễn kim sang là tên bây giờ đây nè trốn lên chốn phiền ba quả may tránh khỏi Cha tính dậy Bèn lên chợ lớn Mướn đất cất nhà May thay Trước cho dây chút ít Sao quen biết Càng cho lan rộng ra Ở đặng 5 năm, năm Trong nhà sắm đủ đồ đạc Cha bèn mua đất miếng đất năm muôn đồng Và phủ thêm cất cái nhà này đây Đoạn Cha trở về quê cũ Rước mẹ con của con Má thành dạng bị giam tại ngục hình quan trên tra khảo No bèn du cáo cho cha là đứa sát nhân. Chừng kiếm cha hỏng ra thì tòa định cho nó 5 năm đầy ra côn nôn. Còn cha thì bị xử khiếm diện. Nó ở phạt mãn, trở về. Bữa nọ, cha ra Sài Gòn chơi. Nó thấy cha nên nôm theo cha về đến nhà. Nó biết cha bây giờ có ăn nên xin cha 500 đồng. Cha hỏng cho. Tức mình nó mới kiếm gian dân, hiệp lũ dày đoàn, quyết vô nhà lấy của tình cờ lại gặp bức thơ của cha đã viết tự kể hết lai lịch của cha là y để ngày sau trước khi thác cha sẽ giao thơ này lại cho con hầu con rõ sự nhà trước kia dậy vậy đó nó quyết lấy thơ ấy Đặng làm khó dễ cho cha này con hãy xem đây thì rõ vĩnh lạc tiếp lấy phong thơ đọc hết mới rõ đầu đuôi câu chuyện cha ngạc nhiên nói rằng bức thơ này nói vậy Sao cha lại mang ơn nàng Ngọc Yến Là bởi cớ gì Con ơi Khi cha than phiền về việc mất bức thơ ấy Thì Ngọc Yến bèn tận tâm gắn chí Ráng tìm Đặng đêm về đây ấy có phải là giờ nàng Mà cả nhà ta mới khỏi tai biến chăng Ơn ừ, ấy thật là thậm trọng À Còn ngày xưa con có nói với cha rằng Con muốn chọn một nơi dạy bạn Lời phân chưa cạn Kế có việc chẳng lành nên phải tạm ngưng gây câu chuyện. Vậy chứ, còn nói chuyện con nhà ai đó. Khá phân rõ lại cho cha Tường. Thưa cha, từ trước đến nay, con mơ ước có một nàng tên là... Vĩnh Lạc nói tới đây, bỗng có lính đến dây nhà, áp vào bắt Ngọc Yến. Nhắc lại từ buổi bà sang thọ hại, thì ngày đêm gì đều có lính mật thám dọ luôn. May giờ anh Trần văn Thơm tài trí phi thường nên dù ấy mới lần lần lỗ mánh anh ta giả dạng một người bắt kỳ quần áo lang thang đi vào nhà ông kim sang cầu xin ở mướn ông hỏi ra thì anh ta dối rằng đất bắc thường năm bão lụt dần dần đói khổ nhà cửa tiêu điều nên tôi phải vào đây kiếm cơm độ nhật ông nghe mấy lời động tình thương xót dần đến chừng nhớ lại lúc nuôi ngọc yến thì ngã lòng quyết không chịu làm ơn nữa anh mật thám chẳng biết sao bèn nhào lăn xuống đất than đói kìm sàng hói sắp trẻ ở dẫn xuống bếp cho ăn rồi biểu đi tìm nơi khác anh mật thám giả dạ ý hỏi mấy đứa tớ rằng khi tôi vào đất sài gòn được nghe nhiều người đồn rằng ông đây nhơn đức lắm hay thường xót kẻ nghèo Này sao trộm xem tánh tình ông hình như người kêu cách lắm vậy anh hỏng rõ ấy à, cũng bởi ông tôi làm xáo kế nuôi ngọc yến trong nhà nó đã chẳng biết mang ơn lại trở dắt đường cho đạo tặc lấy đồ còn đâm bà tôi nữa đó tại sao anh chắc ngọc yến thông gian mà nói vậy vì khi bà tôi bị thiệt hại rồi kế nữa sao ông tôi đương buồn thất khuya nghe có tiếng khua động lại dòm thấy nó cầm một cái đồng hồ vàng trên tay lấy đó mà suy ra thì đủ rõ nó là đứa phi ân bạc nghĩa nhưng mà ông tôi á cũng không làm tội nó Rồi thì qua bữa sau Nó sợ lẩu ra Nên bỏ nhà trốn mất Anh mật thám ăn uống xong Liền đứng dậy tạ ơn rồi lui gót Đêm kia thình lình Bỗng nghe là cầu cứu Tại tiệm Đức Hương Thì anh lính mật thám với một người lính gác đường Chạy vô bắt hết cả hai Thành dạng và kiết thanh Hỏi tại sao ẩu đã Thành dạng nói Cũng vì con Ngọc Yến mà sanh ra Nói tới đây anh bậc thám mượn rỡ không cùng tiếp hỏi rằng vậy cho nó bây giờ ở đâu nó chạy về nhà ông nguyễn kim sang rồi còn thằng này là cha nó lính điện bắt hết cả hai và đi thẳng lại nhà ông kim sang bắt luôn ngọc yến còn ông nguyễn kim sang thấy ngọc yến như vậy thì đau lòng bèn định xuất tiền ra cậy trạng sư bào chữa vĩnh lạc thấy tình cảnh vậy lòng rối như tơ tưởng đầu đặng phỉ nguyền nào dè đổi còn nhiều ly biệt nói về mã thành giảng từ ngày ở lại ngục đường thì hận ngọc yến vô cùng vì tại nó mà thân mình phải lụy hắn than rằng Hãy thay cái sắc gươm thay cái sắc sắc ôi ta vì nịch ái mi mà thân đến thế này mi không phải là gươm mà thường sát hại người vô số mi cũng không phải là sóng mà thuyền tình chìm đắm biết là bao nói tới đây hắn dậm cẳng nghiến răng ý muốn ăn gan ngọc yến ngọc yến bị giam nơi vũ lý sầu não khôn cùng nước mắt không ngưng mạch sầu cứ chảy Căm căm lòng hận quá công đã đúc nên một mảnh hồng nhan rồi nở đành đem lòng ganh ghét hết cơn trường đoạn lại sang đến đoạn trường than thay chúc thơ liệu yếu đào tơ sau mãi bị mưa mà gió đẻo mẹ ơi nơi chính suối mẹ có hay chăng con mà lâm vào chung ngục hình này ấy cũng vì cố muốn nghe lời mẹ trối Trước cho vui lòng mẹ nơi chốn cũ tuyền Sao cho cha con khỏi mang dục nhã Con dậu có thác Thì dạ cũng chẳng phiền Ngọc Yến than thân trách phận Mà đêm chẳng ngủ Ngày chẳng ăn thân thể hao mòn tiều tụy Ngày kia có giấy tòa gửi đến Đợi hết cả ba Là Tô Kiết Thanh Tô Ngọc Yến và Mã Thành Dạng Tòa xét ra mã thành dạng và kiết thanh vô bằng vô cớ nên tha bổng duy có buộc tội ngọc yến mà thôi nhờ trạng sư hết lòng bào chữa nên kêu nàng hai năm tù vì quả tang chánh án là trước kia nàng có cầm cái đồng hồ vàng trên tay lúc ấy tô kiết thanh và mã thành dạng hãy còn ở đó cha ngọc yến nghe tòa lên án con mình một cách nặng nề như vậy thường còn chịu hàm oan bèn đứng ra can đảm nói rằng bẩm quan lớn vì con tôi hết lòng thủ hiếu nên nó cắn răng không đành khai thật lương tâm tôi lấy làm bức rứt khiến tôi không nỡ lấy mắt nhìn xin quan lớn dung thứ cho con tôi và cứ chiếu luật công mà xử tôi đây vì chính tôi là kẻ thủ phạm cây đồng hồ ấy tự tôi ăn cắp nhưng bởi thần thiện lương quở trách tôi biểu tôi chớ khá tham của quấy khiến tôi phải tùy theo bèn đem trao cho con tôi cậy nó trả lại rủi nó chưa kịp trả mà ông kim sang ngó thấy nên ghi tôi cứ thật hai ngay cúi bẩm quan lơn thẩm xét nói đoạn ông ngó trực lại thấy mã thành dạng đứng một bên bèn điểm mặt mà rằng tôi mà coi đến thế nào rồi á thì đố mi thoát khỏi mi đã suối làm điều độc ác rồi để con ta chịu như vậy Dứt lời, ông nhảy chụp con dao. Dao tàn đã lấy tại tiệm Đức Hương, lúc hai người ẩu đã nhau, đang để trên bàn quan tòa kia. Đâm thành dạng hai dao gây bụng, thành dạng nhào lăn xuống, ruột đổ có nùi. Tức thì, ông liền trở lại đâm mình, mấy dao nơi ngực. Đâm xong, ông té xịu xuống, nằm kế bên thành dạng, máu trào co bọt, rồi thì nhắm mắt đi xuôi. Quan tòa ngồi trên, thấy vậy cũng biến hồn, dị chẳng rõ với duyên cớ gì và xảy ra một tân bi kịch như thế. Quan trạng sư đứng bào chữa cho Ngọc Yến, nói rằng lấy theo luật công bệnh thì tội này gốc bởi mã thành dạng mà ra. Còn Tô Kiết Thanh là đồng lõa. Chỉ như Ngọc Yến vì hiếu thọ oan, xét lại ít cười được vậy. Tòa xét rõ ràng, bèn tha bỏng Ngọc Yến. Còn hai cái thi hài của thành dạng và Kiết Thanh thì truyền chở đến nhà thương cho quan thầy khám xét. Ngọc Yến theo thầy cha đập đầu khóc lóc rằng con cũng ngỡ, vậy mà phụng dưỡng cha cho tròn đạo. Nào về đâu thế sự đảo điên, khiến cha già cởi hạt tầm tiên, bỏ lại con ôm phiền, sầu não. Ngọc Yên nói, cha ơi, thả con quyết liệu mình cho trọn, xuống cửu tuyện, phụ nữ trùng phùng, còn sống mà phải chịu đau lòng, nhìn non sông, luống thẹn. Nói tới đây, nàng xót tình phụ tử, nhạo lăn xuống đất khóc dùi, Ông Kim Sang và Vĩnh Lạc chạy theo Hết lời khuyên giải Ngọc Yến dần dần Cởi được lòng sầu Ông liền biểu Dĩnh Lạc làm đơn Xin thi hài của cha nàng Đem về mai táng. Từ đây nỗi thảm đã qua Cả nhà hớn hở Ngọc Yến cũng về ở lại như xưa Ông Kim Sang thương hơn con ruột Một hôm Vĩnh Lạc thừa cơn gián dẻ Mới thưa lại cùng cha Hầu lo sự lương duyên Cậu bấy lâu trắc trở mấy phen, luống dễ mưa sầu gió tuổi. Còn nói lương duyên trắc trở mấy phen, vậy mà ai đâu, con hãy tỏ ra cho cha rõ. Thưa cha, cô ấy là... là Ngọc Yến đó cha. Ông Kim Sang kề con nói chứ, lấy làm mừng rỡ khôn cùng, rằng, con ơi, mới biết thiên tùng nhân nguyện, phước nhà ta còn hậu lắm đó con. Hay vậy, để cha ươm thử coi nó tin lẽ nào cho con biết. Ngọc Yến cũng một niềm đinh sắc, dình lòng trinh bạch là cốt đời người yêu. Thình lệnh nghe ông Kim Sang gọi đến, tỏ diệt lứa đôi, thì nàng hết sức vui mừng, cúi đầu khép nếp, rằng Thưa bác, từ buổi nhờ ơn cố cập cho đến ngày gặp chuyện ly kỳ, dưỡng tưởng thân cháu đã rơi vào nọc rắn miệng hầm, hay đâu nay còn được trùng phùng một cửa. Cháu rất cảm ơn bác Rộng lòng thương kẻ mồ côi Dí như nói qua sự nhân duyên Thật cháu trăm phần e ngại Chẳng biết Anh Vĩnh Lạc có lòng tượng đến cháu chăng Hay anh chê ngọc đá cách xa Thao dạng phân biệt Thì còn chia cháu hổ thẹn bằng Thưa bác Trong đạo vợ chồng Cần phải một lòng một giả Nếu này bắt ép anh Rồi sao có bề nào Thì chi khỏi anh Đổ trút tại mẹ cha rằng không để anh được tự do vì con đúng tuổi thành hôn cần phải cho nó cái quyền kén chọn mới được vậy xin bác hãy thỉnh thoảng để dò xem lại ý anh coi lòng anh tính lẽ nào rồi bây giờ sẽ liệu cũng chẳng muộn lòng thành cháu dám tỏ bày đây chẳng phải cố làm cho bác buồn đâu xin bác xét lại cho ông kim sang nghe đặng mấy lời chánh đáng thầm khen nàng biết lo xa nên càng để ý thương hơn nữa ông liền kêu vĩnh lạc đến Dĩnh lạc nghe kêu lật đật thẳng vào thấy có tô ngọc yến thì vừa mượn vừa thẹn còn ngọc yến thấy anh bèn đứng nếp một bên ông kim sang nói Cho kêu còn đến hầu hỏi lại cho tường vì lòng cha tính việc lương duyên cho con đã bấy lâu song ngạc nổi lắm đều ngăn trở đây nhờ sự ngăn trở ấy mà cha mới dòm thấu đặng lòng người thôi thì ở đây cha là lớn hai con chớ ngại ngùng nếu con thật tình thương ngọc yến á thì xin bày tỏ âm hao hay còn tính lẽ nào cũng hãy cho cha rõ Dĩnh lạc cúi đầu thưa rằng mẹ cha là trời biển con đâu dám tự quyền áo mặc chẳng khỏi đầu mua việc nhờ cha dạy bảo con đã tỏ cùng cha ba phen rồi lòng con ái mộ đã lâu nay giờ trời chẳng vụ ấy là may lắm đó Ngọc Yến lông tai nghe rõ, lòng riêng khắp khởi mừng thầm, trông cho mau kết quả. Chẳng bao lâu, ông Nguyễn Kim Sang chọn đặng ngày lành, dọn dẹp trong nhà rực rỡ, ngoại treo cờ xí tưng bừng. Hỏi ra mới hay, ông định đôi bạn cho con ông là chàng Vĩnh Lạc, bấy giờ nhằm ngày 10 tháng 10 năm 1925. Từ đây một nhà sum hiệp, cuộc bể dâu dâu bể đã qua, trai lạnh sự thế gái nghĩa dình lòng, lắm khi nhàn rỗi việc nhà, vợ chồng đàm đạo chuyển đời, thường hay nhát nổi đâu đâu, rồi cùng nhau nhìn mặt cả cười. Nghĩ cho Mã Thành dạng là tay lợi hại bấy lâu, đây chỉ vì ba tất lưỡi con đàn bà, với cái sắc ba đào mà phải lụy. thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong bộ truyện Sắc Ba Đào của tác giả Nguyễn Giang Kiềm. Không biết là sau khi quý vị nghe xong truyện ngắn vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Còn đến đây, tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.